Dạ, em xin chúc ông bà cô chú, anh chị và các bạn có một ngày hạnh phúc bên gia đình và bình yên trong cuộc sống. Hôm nay lại là tổng hợp những video trộm cắp ngoài đời thật để cho tất cả mọi người xem để có biện pháp để cảnh giác và đề phòng. Dạ, bây giờ em xin mời tất cả mọi người xem video cùng với em và em xin cảm ơn rất nhiều. Đây là tình huống đầu tiên. Có hai tên trộm đã đi vô trong một nhà trộm đồ nhưng đã bị người dân phát hiện. Sau đó nó quay trở lại, nó cầm những cục đá nó chọi vô nhà luôn đó mọi người. Nguy hiểm thấy ghê chưa? Bây giờ kìa, nó cầm nguyên một xô đá nó chọi trong nhà đó. Thì không, ghê không? Rồi, ông chú ông chạy ra, ông gượt tụi nó rồi tụi nó chạy đó. Trời trời, tình huống nó nguy hiểm. Nó đi ăn trộm, bị phát hiện rồi nó quay lại nó chọi luôn. Trời ơi. Nè đây nè, camera nè, cấp này nữa nè, nó chọi vô cái camera luôn nè mà mọi người. Hãy lưu ý cái tình huống này nha, có gì mình chi hô lên cho người ta tiếp ứng mình cái vụ này nha. Nó quá trời nguy hiểm và táo bạo rồi, hết biết đường nổi. Và bây giờ có một nam thanh niên bịt khẩu trang kín mít đi vô trong một tiệm tạp hóa kìa. Ai quán bán tạp hóa thì nhớ cảnh giác tình huống này. Rồi, nó ôm một thùng bia, 2, 3, 4 thùng thay gơ hay gì đó mọi người ơi. Trời ơi, manh động dữ chưa. Kìa, coi lại nè, 4-5 thùng thay gơ gì đó. Và nó đem lên xe luôn rồi kìa. Không ai hay biết gì hết mà. Những cái tiệm tạp hóa bây giờ nó ưa đi trộm bia hoặc là nó mua bia rồi nó không trả tiền dữ lắm đó. Ai mà buôn bán tạp hóa thì hãy nhớ tình huống này để mình quyết đường mình xử lý. Rồi sau đó là bỏ lên xe rồi, bắt đầu là chạy đi thôi. Quá trời chưa. Còn bây giờ hãy tập trung hai đối tượng, một nam một nữ đi trên một chiếc xe máy này nha. Một thằng nam đi vô, người phụ nữ ngồi trên xe rồi kìa. Rồi nó đi vô trong, ở bên trong là có 2-3 người ngồi làm neo hay gì đó nha mọi người. Đó, nó giả vờ đi vô, nó là một thằng tiếp thị. Nó móc ra một tờ giấy nè, rồi phân phát cho mỗi người một tấm, rồi nó đứng vô bộ nó tiếp thị. Mấy thằng này nó ưa nhìn những cái điện thoại, những cái bóp là nó chụp liền, nó lụm liền đó nha. Tất cả mọi người xem tình huống này là cảnh giác với thủ đoạn của mấy đứa này nè. Và hãy để ý cho kỹ nè nha. Bây giờ nó bước vô nó đưa giấy rồi đó. Và đây chiếc điện thoại đang để trên một cái ghế đó, thấy chưa? Nó đã thấy rồi đó. Bây giờ nó vạch cái tấm giấy ra nó đưa nè. Hãy cho nó dùng cái chiêu này nha mọi người. Hãy nhớ cho kỹ nè. Rồi nó đưa đặng lên tấm giấy nó che chắn cái điện thoại rồi kìa, thấy chưa? Đó, cái tay nó thò lấy rồi đó, thò lấy chiếc điện thoại rồi. Những người này đó không có hay, nó vừa lấy nó vừa nói chuyện, nó vừa nói rồi nó lấy rồi mất tiêu. Nhìn lại nè, đó thấy chưa, lấy trước mặt gì luôn đó, ghê không. Những người phụ nữ này không ai hay hết trơn, không biết gì luôn. Sau đó là nó đi ra, nó giọt lên xe, nó giọt cùng đồng bọn của nó kìa, vẫn chưa phát hiện mình mất cái điện thoại, thấy chưa. Nó đánh tâm lý mình dữ lắm đó nha, nó nói này nói kia để cho mình mất tập trung là nó lấy liền. Cái tình huống này là lưu ý nè. Và bây giờ đây, có một chiếc xe đang đậu trước đường thì xuất hiện hai tên trộm đi trên một chiếc xe máy kìa. Nó đã thấy chiếc xe đậu không ai trông coi rồi đó. Và bây giờ là một thằng bước xuống, một thằng ngồi trên xe để thủ thế sẵn đó nha. Và đây nó đang từ từ vô rồi nè mọi người ơi. Rất nhanh nó tiến sát lại chiếc xe rồi kìa. Đó thấy chưa, nó dùng đồ nghề để bẻ phá đó. Nhưng đâu có dễ lấy được con trai. Ở bên trong là có 2-3 người chạy ra gượt, nó chạy thấy bà nội nó luôn rồi kìa. Thấy chưa, quá trời may mắn anh chủ nhà ơi. Rồi nó bỏ nó chạy kìa. Trời ơi chạy hả con. Rồi một tên trộm này lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng, nó đi trước cửa, nó leo gào vô luôn rồi nha mọi người. Hãy để ý cho kỹ tình huống này nè. Đó, chủ nhà người ta đi rồi, đóng cửa gào, nó leo vô đó, thấy chưa. Rồi chạy vào bên trong để lấy tài sản. Để coi nó lấy cái gì nè nha. Bất ngờ là nó cầm một cái như máy cắt cỏ hay gì, còn máy cắt cỏ luôn mọi người ơi. Sau đó leo ra, nó vừa leo ra thì kìa, hai vợ chồng anh chủ nhà chạy về tới kìa. Đó, nó vẫn leo lên xe, nó giục cái máy bắt cỏ nè. Coi anh chủ nhà nè nha. Rồi,
anh chủ nhà anh chạy vô anh thấy rồi, à, xô nó một cái, đó xô nó một cái nhưng mà nó không té. Sau đây anh bay ra anh đạp cho nó vài cái này em phải che lại nha, đạp cho nó xong nó té xe xuống luôn, rồi nó bỏ nó chạy luôn kìa. Ơi thấy chưa, ghê chưa? Anh chủ nhà anh rất là dữ dằn không, nó có thủ theo cây dao nữa, anh chủ nhà không dám lại gần đó, đạp xô cái gì là ok đó, nó bỏ nó chạy. Trời, quá trời quá đắt không, mấy cắt cỏ nó vô lấy luôn, nó thấy chưa mọi người? Đó, bởi vì tài sản mình cắt kỹ kỹ đi, để chạch cái là nó lụm, chạch cái là nó lụm à. Rồi kìa mọi người để ý kìa, một thằng ăn trộm bịt khẩu trang cũng là đột nhập vào cái tiệm tập hóa hay cái tiệm gì, nó ginh mấy thùng bia nữa, thấy chưa? Lúc này là đêm phia nữa nè, chủ nhà ngủ hết rồi, lấy kìa. Trời ơi, nó chui đường lỗ gì vô đó, ít biết không? Đó, nó ginh được 2 thùng rồi đó. Bây giờ chỉ coi camera lại mới thấy thôi chứ, để hớ hên chỗ này là không có đường nào mà nó lấy hết sạch hết chân luôn. Trộm bây giờ vậy đó, phá cửa mà nó còn cắt nó vô được mà nói chi mấy cái này. Rồi quay trở lại tiếp tục lấy những thùng bia nữa. Bà con cô bác, anh chị rồi đó, xem thì phải nhớ để ý và có biện pháp gì nha, để đề phòng những tình huống này đó. Rồi nó lấy thêm vài thùng nữa rồi kìa. Đó, thấy chưa? Hình như là ở ngoài là có một thằng nữa đi, lúc nào chắc cũng 2 thằng là xịn. Ở ngoài nó ngồi trên xe rồi nó đưa thùng bia ra kìa kìa. Từ thùng phải không? Bỏ tay với tụi này luôn. Dạo này là cái vụ trộm bia giờ dữ lắm rồi nha. Rồi tiếp tục nữa kìa, vô lấy nữa mọi người ơi. Chưa dừng lại ở đó nữa kìa, ghê không? Trời ơi, quá trời quá đất thiệt chứ. Rồi sau đây nó mới chuồn trở ra rồi kìa. Đó thấy chưa, dễ dàng chưa? Bó tay thiệt chứ. Chui ra chui vô dễ ẹt luôn. Rồi sau đó thì nó giọt cùng đồng bọn nữa thôi, dễ dàng quá ha. Đâu cả cả chục thùng bia nha, bộn mà quy đổi tiền chắc cũng bộn nha mọi người, cũng lưu ý tình huống này luôn nha. Mưa đó, anh trộm này mặc áo mưa đi vô tiến sát vô để khóa chiếc xe rồi kìa. Bên ngoài là có một thằng nữa nha mọi người ơi, bên ngoài nó có một thằng ở ngoài nữa đó, nó bẻ xong rồi nó đi ra nha. Trời mưa nè, trời mưa là phải lưu ý, tụi nó là trời mưa là nó ưa đổ ra đường nó đi ăn trộm lắm đó nha. Kìa, nó dùng đồ nghề nó bẻ phá rồi, thấy ghê chưa? Đó thật, nó thọt vô nó gặt cái ổ phá rồi đó. Kìa, coi kỹ lại kìa nha, thấy chưa? Cửa gà luôn, nhớ đóng kỹ lại nha mọi người, để kiểu này là thôi rồi thua, mình chủ quan quá đó, cửa gà không đóng đó, thấy chưa? Sau đó là nó bẻ xong rồi nó đi ra ngoài, nó đem đồ nghề ra ngoài hay gì đó. Bây giờ mới quay trở vô nè để dắt chiếc xe, sau đó là hai thằng ẩu thoát luôn, ghê không? Rất là dễ dàng đó. Rồi sau đó là đi ra là hai thằng đảo thoát. Mọi người hãy nhớ lưu ý tình huống này nữa nè. Còn đây đây cái vụ trộm gà chấn động đây, có 3-4 thằng thanh niên đi vô trong một cái nhà, trong nhà có một cụ bà đang đứng, nó ra giờ vô nó nói là bạn của con trai của cụ bà này, sau đó là nó cứ thế mà lấy gà thôi. Cụ bà trong khi đó đứng ngẩn ngơ không biết chuyện gì. Bây giờ hai thằng họ tay để em lấy mấy con gà rồi đó mọi người. Đó thì ghê không? Những anh em nào mà chơi gà đá nào đó là phải nhớ tình huống này nha, cẩn thận bây giờ nha, nó đi ăn trộm gà dữ lắm đó. Rồi kìa thấy chưa, lấy gà 3 thằng bịt khẩu trang hết, dở mấy bọn gà bắt mấy con gà đá hết trơn, cũng bộn tiền à. Bà cụ bà thấy gì bà đứng bà la, nhưng mà nó la thì la, lấy thì lấy à, bình thường đối với tụi nó rồi. Không, tiếp tục nữa kìa, 4-5 con rồi đó, ghê chưa?
Rồi đi vô trong lấy nữa thôi, có bao nhiêu lấy hết nhiều đó. Trời ơi, thấy ghê chưa mọi người ơi. Tội nghiệp cụ bà ha, cụ bà đứng chỉ biết nhìn thôi. Chứ la lên chứ làm gì bây giờ nè. Đó. Xong rồi hang này đi về, còn một thằng ở trong nó ôm gà nữa kìa. Bỏ tay với tụi này thì hết biết luôn rồi. Quá nguy hiểm nha, táo bạo. Còn bây giờ, mọi người hãy chú ý tình huống này nữa nè. Cần cảnh giác nha. Đây, một đôi nam nữ chở theo một đứa nhỏ trên xe. Tụi nó đã nhìn nghía một chiếc xe đậu bên trong một cửa hàng rồi đó nha. Rồi cô đã xử lý nè. Nó chạy ngang rồi, nó thấy rồi đó. Bây giờ, nhìn cho kỹ. Đây, một người phụ nữ bữa nãy ngồi trên xe đi vô. Nó đụng chiếc xe, nó nhìn tình hình trước. Đó, thấy chưa? Lại coi tình hình. Xong, nó đi ra ngoài. Nó mới điện cho đồng bọn nó một thằng khác ở ngoài đặng lợi đặng lấy chiếc xe đó. Gây chưa? Bây giờ vậy đó. Nó không có lấy, lại nó coi trước. Bây giờ nó đi nè, bây giờ đồng bọn nó mới lại lấy. Và đây, thằng trộm này là đồng bọn với tụi nó đi lại đặng lấy chiếc xe luôn đó. Rồi, lên xe kìa. Rất nhanh chưa? Ghê không? Rồi nó dọt đi luôn rồi đó mọi người. Dễ dàng chưa? Quá trời luôn. Còn đây, khoảng 8 thanh niên lợi dụng lúc đêm khuya, một thằng leo vô gà nó lấy nguyên cái lồng chim của chủ nhà. Ở bên ngoài là khoảng 8 thằng đi 4 xe nha, giống như đi ăn cướp vậy đó, không phải đi ăn trộm nữa, mà vô lấy cái lồng chim của người ta vậy đó. Ở ngoài nó lạng quanh quanh ở ngoài vậy đó mọi người, đi nhiều vậy đó, đi ghê lắm, nguy hiểm lắm, cẩn thận. Còn bây giờ mọi người hãy thấy nè, đây một thanh niên trộm, thằng này cũng là trộm nhí nha, cũng nhỏ chứ không quá lớn. Một cửa hàng bán rau củ quả nè, giấc này giấc tối rồi. Bây giờ nó đang tiến sát lại, kiếm đường đang nó leo gào đi vô trong, nó trộm cắt trong đó đó. Rồi, nó đang từ từ leo gào vô nha. Anh chủ nhà là cái nhà là camera này đang quay nè, đối diện với cái cửa hàng luôn, nó ngủ rồi. Bên đó là rau củ quả, bên kia là nhà của ảnh. Bây giờ nó mới từ từ leo vô, đây là trộm nhí. Trộm nhí. Rồi đó, vậy là nó đã leo thành công vào bên trong. Sau đó là coi tình huống tiếp theo nha mọi người ơi. Rồi, bây giờ nó mới là đi kiếm tài sản, lấy mấy cái rau củ quả luôn, chứ không có lấy gì. Lấy bọc nó gom mấy cái rau củ rồi hết á, chứ không phải đi ăn trộm mà cái tiền bạc đồ nha. Đây. Ghê chưa? Mới bị lớn mà đi ăn trộm rồi. Hết mấy điền nói luôn. Nó đi nó vòng vòng nó cũng kiếm đồ nữa kìa. Có tay chưa? Nó cũng lục lọi bên trong, nó cũng kiếm tài sản nữa hay gì đó mọi người ơi. Rồi, bây giờ cầm cái bọc đi ra kiếm đồ nè. Đó, lấy cái gì rồi đó. Thấy không, lấy mấy cái đồ đó đó. Đây, trong khi đang lấy là chủ nhà bên kia, người ta hay, người ta phát hiện. Rồi không biết nó chạy ra đường đó, nó leo gào ra hay gì, camera quay không có thấy. Chủ nhà chút xíu mới mở cửa gào ra nè. Nó nghe động tĩnh là nó chạy vô đường đó rồi. Chắc leo gào qua đường kia nó chạy rồi đó. Bởi vì mọi người hết sức cảnh giác, bảo vệ tài sản của mình. Nhớ nha, lúc nào cũng phải vậy nha, cảnh giác bảo vệ tài sản.